nay công ty Taiko chúng tôi phải ráp một cái xưởng cầu nâng và một số thiết bị cho anh Nhấn ở Tân Uyên, Bình Dương. Rồi, xin chào anh. Rồi. Thì bây giờ đã ráp đặt cho anh xong thì anh cho em một cái lời nhận xét về công ty. Thì từ đâu mà anh biết được công ty Taiko chúng em để anh đặt cái thiết bị về sử dụng? Qua tìm hiểu anh em bạn bè với công ty Taiko làm ăn được, sản phẩm chất lượng, giao đúng ngày, ráp chuẩn. Thì xin chân thành cảm ơn Clioco. Dạ rồi, sau đó là khi mà tiếp xúc với lại kinh doanh bên em thì anh thấy các bạn kinh doanh tư vấn như thế nào, có chuyên nghiệp hay không, anh có hài lòng về việc đó hay không? Nói chung là nhân viên là rất hài lòng về nhân viên, nhiệt tình, tư vấn nhiệt tình, lắp ráp mọi thứ là nhiệt tình. Dạ rồi, bây giờ kỹ thuật bọn em làm xong rồi thì anh cho lời nhận xét. Ok. Kỹ thuật ok đúng không? Okay. Bây giờ nếu mà được nữa thì sau này cũng rất là muốn hợp tác với lại gia đình anh. Ok. Cũng chúc gia đình anh nha. Phát triển một cái tiệm rửa xe ô tô thật là tốt và phát triển ngày một thăng tiến hơn. Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh nha. Có gì anh cho em một lời nhận xét nữa. Nói chung là mình gắn một đàn đơn là mình rất hài lòng. Dạ. Được không? Để cho phát triển ngành rửa xe gia đình. Dạ. Thế là nói chung là phát triển này gắn thêm một hai cái dàn nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn.